là có từ khi nào vậy hỏi? Dòng sông này hẳn đã có cách này hàng triệu năm rồi. Từ cái chỗ còn chưa có loài người ta đâu. Thế ngoại có biết có bao nhiêu con tàu từng di chuyển qua dòng sông này không ngoại? Không thể đếm hết đâu con. Đã có rất nhiều con tàu thường di chuyển qua đây. Nhưng ngoại có những chuyến tàu đã đi vào lịch sử và nó trở thành huyền thoại cho dân tộc Việt Nam mình đó con. Vậy hả ngoại? Mày kể con nghe đi ngoại. Ngoại sẽ kể cho con nghe. Dạ. Chú Nghĩa đã lập một xưởng chu sư mà dân gian thường gọi là xưởng thủy. Xưởng chu sư dài đến 3 dặm, nằm ở phía đông thành, cách 1 dặm theo bờ sông Tân Bình, tức sông Sài Gòn, quanh sông Bình Trị, để chế tạo các thuyền hải đạo cùng các dụng cụ của hải quân. Với sự giúp sức của kỹ sư phương Tây, các thợ đóng thuyền giàu kinh nghiệm và khéo léo người Việt đã có những bước tiến vượt bậc về kỹ thuật và trình độ tổ chức. Nhiều loại tàu thuyền mới đã được đóng, ngoài những ghe bầu hải sư và thuyền chiến trước đây. Đặc biệt, xưởng cùng đóng và hạ thủy thành công những Tây Dương dành thuyền và tàu chạy bằng hơi nước theo kiểu mẫu phương Tây, mở ra bước đột phá quan trọng đầu tiên trong hiện đại hóa kỹ thuật đóng tàu của người Việt. Đội hải thuyền của Trường Nguyễn gây một lớn mạnh, nối liền đường ra Bắc vào Nam, thiết lập các đội dân binh Hoàng Sa, Bắc Hải để khai thác sản vật và khảo sát thủy trình. Năm 1816, Hoàng đế Gia Long đã cử một hải đội hùng hậu xuất phát ra khơi đến đảo Hoàng Sa để làm lễ Thượng Long Thăng Kỳ và cắm mốc chủ quyền Việt Nam trên quần đảo này, mở ra chân trời mới thênh thang về phía Biển Đông.
Một năm sau khi chiến đấu thành gia đình, người Pháp đã mở rộng quy mô thủy sử, thành công sự đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Arsenal de Sengon, mà dân gian thường gọi là Ba Son. Công sự Ba Son được khánh thành năm 1864, chi nhánh của sự đóng tàu Toulon thuộc Bộ Hải quân Pháp. Đây là công sự lớn, quy mô, đầu tiên và duy nhất tại Đông Dương mà chính quyền Pháp đầu tư với thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, được vận hành theo cách thức của nền văn minh công nghiệp phương Tây. Công xưởng Ba Son là một trong những nơi tập trung số lượng công nhân đông nhất ở Việt Nam, gắn liền với những hoạt động đầu tiên của Công hội Đỏ do người công dân Tôn Đức Thắng lãnh đạo. Tiêu biểu là cuộc bãi công tại Ba Son từ ngày 4 đến 12 tháng 8 năm 1925 nhằm lên cảng tàu Jules Michelet sang đàn áp cách mạng Trung Quốc, ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. We'll be right back.
cœur à ces vieux michelets doit être réparé immédiatement. Et pas dans la chine. Dépêchez-vous. Anh Hải Thắng, giờ mình làm sao? Anh Hải Thắng. Hỡi anh em Ba Son, thợ Ba Son không thể tiếp tay cho kẻ địch. Nay đàn áp cách mạng Trung Quốc, mai chúng sẽ đàn áp tới ta. Phải ngăn chúng lại bằng một cuộc bãi công. Phải tìm ra lý do cho cuộc bãi công này. Hỡi anh em Ba Son, anh em có nhất trí không? Hả? Nhất trí.